Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và rất vui được gặp lại đồng hành cùng với anh chị em của chúng ta trong khoảng 1 giờ 30 phút bản tin vào buổi tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên Từng Con Sóng và trên kênh Hùng Lê Chứng khoán. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có 3 cái nội dung chính. Phần thứ nhất thì Hùng cùng với các anh chị của chúng ta sẽ đi view lại các cái danh mục khá là căn bản từ nhóm cổ phiếu trụ đến nhóm ngành bán lẻ, đến nhóm ngành thép, nhóm ngành dầu khí, nhóm ngành công nghệ, xây lắp, bất động sản, đầu tư công, sau đó nhóm banh và nhóm chứng khoán. Và còn thời gian thì chúng ta có thể phân tích thêm một số các cái nhóm ngành khác. Ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại kịch bản phân tích tuần video số 155 trong cái tuần vừa qua để chúng ta xem thử là hiện tại thì chỉ số VN index của chúng ta đang như thế nào, chỉ số phái sinh như thế nào và chỉ số VN30 của chúng ta như thế nào. Phần thứ ba thì chúng ta sẽ có một vài các cái dự báo về xu hướng tiếp theo ở trong cái tuần giao dịch mới. Thì đấy là ba nội dung chính của chúng ta. Và về cơ bản nhìn chung thì trong tuần vừa qua thì Hùng đánh giá rằng là một cái tuần mà thị trường của chúng ta đã giao dịch tương đối thành công. Khi mà index của chúng ta cũng đã có một tuần lấp gáp và lấp thành công khi mà cái chỉ số VN Index của chúng ta đã giữ được vùng 1025 đến vùng 1035 và kết phiên ở 1050, như vậy là tương đối đẹp. Vâng, lấp tương đối đẹp anh chị. Trong trường hợp nếu như trong tuần vừa qua nó lấp mà không may mà nó bị đá vỡ cái vùng ở đây là khoảng vùng 1025 thì như thế là tuần tới sẽ rất là xấu. Nhưng mà thị trường của chúng ta, index của chúng ta giữ lại được như thế này, nó là tương đối là đẹp. Rồi, phần thứ nhất chúng ta sẽ đi view danh mục các anh chị. Ok, ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên VIX IPO cái gì thì Hùng không biết, nhưng Hùng cứ phân tích theo một cái quan điểm về mặt kỹ thuật, đó là gì? Kháng cự thì chúng ta không nên mua vào và hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta nên mua, đúng không ạ? Đối với VIX thì trong tuần vừa qua đây cũng có dự báo là khả năng VIX sẽ có kéo lên ở khoảng quanh vùng 70. Các anh chị nhìn phiên thứ hai kéo 70, sau đó sẽ sọt xuống ở khoảng quanh vùng 65 đến khoảng vùng 66, sau đó lại kéo long lên khoảng vùng 72 đến khoảng vùng 74 và cây nến của ngày thứ năm nó kéo lên được vùng 72 đây các anh chị đó. Vậy thì về đến những vùng kháng cự này thì chúng ta không nên mua. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VIX khả năng tuần tới sẽ test lại vùng 64 đến khoảng vùng 66. Vinhome, như vậy là trong tuần thì Vinhome cũng đã tiệm cận lại được đúng cái vùng kháng cự dự kiến ở đây, đó là vùng 58.5 và nó bắt đầu có cái sự chỉnh cung. Điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 55 nhưng mà tuần vừa qua thì nó đi sâu hơn về đến tận vùng 54. Các anh chị nhìn thấy là tín hiệu đường MACD của đường Vinhome bắt đầu có cái sự thu hẹp lại, như vậy là gì? Cái đà tăng của cổ phiếu nó sẽ bắt đầu chậm lại các anh chị nhá. Tuần tới khả năng có thể đánh quanh lên vùng 66 và sau đó nó sẽ tiếp tục test lại vùng 54, thủng 54 thì lúc đó phải tính toán ở khoảng quanh vùng 52. Cổ phiếu VRE nhìn chung thì cũng có đánh giá cái vùng kháng cự ở đây, đó là khi mà nó kéo lên khoảng quanh vùng 32 và đặc biệt là sau cây nến tăng rất mạnh thì xu hướng kỹ thuật là gì? Nó sẽ test cung kỹ thuật ít nhất là test về khoảng vùng 30 đến vùng 30.5 đây các anh chị, và trong phiên thứ ba thì nó thủng mất cái vùng 30. Và cái thủng vùng 30 thì nó sẽ về đâu? Nó sẽ về vùng 29. Và khi có dấu hiệu mà nó bị thủng mất vùng 29 thì nó có xu hướng tiệm cận lại vùng 272 đến khoảng vùng 27.6. Thiên hướng kỹ thuật của cổ phiếu nó là như vậy. Nó thủng vùng hỗ trợ cao thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ thấp hơn ở dưới đó. Ok. Nhìn trên thiên hướng kỹ thuật thì tuần tới khả năng là VRE sẽ có thêm những cái điểm tích lũy ở quanh vùng 28, 28.5 và chờ đánh giá thêm. Lực cầu thì giai đoạn này là bắt đầu khá là tốt rồi. Tức là sau một cái giai đoạn mà VRE không có vốn thì bây giờ đoạn này đã bắt đầu đánh lên khoảng tầm 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên. Như vậy là tạm ổn. Vinamilk. Vinamilk đây các anh chị, tuần này nó chạm kháng cự 85 và max có thể chạm lên 87. Tuy nhiên đến 85 ở đây các anh chị nhìn hai cái nến này là gì ạ? Lực tăng của cổ phiếu nó đã phải chững lại rồi và nó bắt đầu chỉnh cung. Dự kiến chỉnh cung về 81 đến khoảng vùng 82 là đã phân tích ở trên bản tin tuần, và sau đó thì dự báo là về vùng này tích lũy thành công thì nó sẽ bật long. Tuy nhiên đến tín hiệu nến kết tuần như thế này thì tín hiệu của Vinamilk tương đối xấu và đường MACD bắt đầu có sự phân kỳ. Đang xanh chuyển sang đỏ là có vấn đề rồi, tức là đà tăng của cổ phiếu nó bị chậm lại. Do đó là gì? Tuần tới khả năng là Vinamilk sẽ có một cái lực chỉnh bật lên ở đây khoảng quanh vùng 82, 81.5 đến đây, sau đó nó quay lại nó test. Nhìn vào mặt xu hướng thì Hùng dự báo là cái vùng 77.5 đến khoảng vùng 78 dự kiến sẽ là vùng cân bằng, vùng tích lũy lại của Vinamilk. Cổ phiếu VTC trong tuần vừa qua nó đã hoàn thành tốt cái kịch bản phân tích tuần, thậm chí là trong những cái tuần trước đó khi mà Hùng có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 95-97.5. Sau đó chúng ta có nói đến vùng 100 và sau đó tiếp tục thì chúng ta có nói đến vùng 105-106. Và tuần này thì gần như nó đã đạt được cái vùng target mục tiêu đó là vùng 109 đến khoảng 110 và vượt lên trên vùng 111.5. Trên góc độ kỹ thuật thì lực cầu ổn rồi nhá, lực cầu ổn rồi. Nó sẽ chỉnh quay trở lại đây một tí tẹo đây, tức là nó sẽ chỉnh lại cung khoảng quanh 109-110 và sau đó thì có lực bật lên. Cổ phiếu HVN là hình như các anh chị có các anh chị có hỏi Hùng Lê cổ phiếu HVN ở thời điểm hiện tại thì đã ngon chưa? Thì theo quan điểm của kỹ thuật của Hùng là cũng ngon rồi đấy. Được. Ngon, ổn. Nó đã hình thành được một cái phân kỳ tăng và sau một cái giai đoạn tích lũy của thằng HVN này thì cái lực cầu nó cũng bắt đầu được cải thiện. Ok anh chị, lực cầu bắt đầu được cải thiện. Tức là nó giao dịch được khoảng tầm quanh 2 triệu cổ phiếu trên một phiên và phiên kết tuần của cổ phiếu HVN nó là một cái phiên rất là đẹp. Nói chung thuần về kỹ thuật là đẹp. Còn thuần về cơ bản thì cái thằng này thối nốt, thối nát. Đó, nhưng mà theo trường phái kỹ thuật thì chúng ta vẫn có thể đánh được, những nhịp ngắn. Ok, HVN được. SKG Xúc Động Kiên Giang cũng tạm ổn. Tuần này thì nó đã quay lại một điểm test thôi, vùng 13.5 và phiên kết tuần thì đang tạm ok. Nhìn về tín hiệu này thì Hùng tiếp tục kỳ vọng nó sẽ đánh lại đây. Nó có cái kháng cự nho nhỏ đấy các anh chị này. Đây trong phiên ngày thứ hai nó suýt soát nó đạt được ở khoảng vùng 15.7 đến khoảng vùng 16 các anh chị. 16. Đó, thì bây giờ nó nhiệm vụ là nó phải vượt được cái cản này. Rồi sau đó thì chúng ta mới tính toán thêm được những cái kịch bản tiếp theo của cổ phiếu này. Masan trong tuần vừa qua, đó, thì thứ nhất là nó đây cây nến này là nó hoàn thành luôn cái target 110. Nó hoàn thành luôn cái target ở 110 đây và nó bắt đầu chỉnh cung. Nôm na là gì? Vùng 105 là vùng cản của cổ phiếu Masan rồi. Đó các anh chị, vùng cản rồi. Dự kiến chỉnh cung ở quanh 100. Trên thực tế thì nó chỉnh sâu hơn. Và với tín hiệu kỹ thuật này thì chúng ta nhìn thấy đường MACD. Đường MACD đang bắt đầu có cái sự phân kỳ quay trở lại. Tín hiệu ngày hôm nay nó có lấp nhưng mà nó lấp không thành công. Cái nến này được đánh giá là lấp không thành công, chính vậy nên là tuần tới thì Masan dự kiến nó sẽ có ở quanh vùng 95. Trong trường hợp mà thủng vùng 95 thì phải ngắm thêm vùng hỗ trợ 988 đến khoảng vùng 90. Bản Việt trong tuần cũng đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 50/50 và nó bắt đầu có một nhịp chỉnh cung. Nhịp chỉnh cung này ấy, khả năng như thế này thì tuần tới BPH sẽ có ở khoảng quanh vùng giá 47, sau đó vùng giá mục tiêu tiếp theo thì lại về vòng lại vùng 50 và break được vùng 50 thì khi đó chúng ta sẽ đi xây dựng tiếp. MXG cũng bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung khá hợp lý ở quanh vùng 15-15.3. Tiếp tục tích lũy, các anh chị mà cầm cổ phiếu này thì có thể canh gom ở vùng này. Mục tiêu thì chúng ta vẫn ngắm vùng 18, sau đó sẽ chỉnh cung. BMI đã xuất hiện một nhịp chỉnh cung theo dự kiến và cái vùng tích lũy, nói chung là nó tích lũy vùng 1 ở quanh vùng 21.5, vùng 2 thì nó sẽ ở khoảng quanh 20.5 và tuần tới thì các anh chị có thể đặt kem mua ở quanh vùng 20 đến khoảng vùng 20.5. Đó, trong cái giai đoạn hiện tại thì các anh chị lưu ý rằng là chúng ta tối ưu hóa bằng cách là chúng ta mua những cái mã cổ phiếu chúng ta đang cầm. Chúng ta mua ở trong những cái phiên mà cổ phiếu giảm sâu. Hoặc là đây các anh chị nhìn thấy những cái cây nến mà nó vút xuống ở trong phiên và kết phiên thường nó thường đẩy lên. Đó thì đây là những cái cây nến để giúp cho chúng ta đảo hàng, giúp chúng ta đánh T0 rất là ok. Đó. Cổ phiếu PNG thì đà tăng bắt đầu chậm dần rồi. Nôm na là tuần cũ thì chúng ta đạt được target 115. Dự kiến chỉnh cung về khoảng quanh vùng 110 đến 112 mà tích lũy được thành công thì khi đó mới nâng lên khoảng quanh vùng 118. Tuần vừa qua nói chung là hiện tại thì nó vẫn đang tích lũy được ở trên vùng 111. Tuy nhiên cái sự rút chân này thì cũng đánh giá rằng nó cũng chưa thực sự là thuyết phục. Chính vậy nên là tuần tới thì khả năng PNG sẽ test lại quanh 110. Sâu hơn thì nó sẽ test lại ở cái mút nến này là quanh vùng 108, và tại đây thì chúng ta đánh giá thêm, thậm chí là có thể dự phòng thêm ở quanh vùng 106, 106.5. MVG các anh chị chú ý, chúng ta canh gom nhá, canh gom mà mua nhá. Chúng ta cũng đã bắt đầu xây dựng một sóng lên của MVG. Đó, chạm 45. Xong tuần vừa rồi thì chúng ta có nói đến chạm 49 và chỉnh cung, và nó đã có 3 cây nến chỉnh cung cực kỳ đẹp sát về lại vùng 43, 43.5 đến vùng 44. Đấy là những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật mà chúng ta đặt mua rất là đẹp, Và kết tuần thì nó có 2 cây nến tích lũy ở trên vùng 45, như vậy cũng khá là ok rồi. Vùng giá mục tiêu để gom thì các anh chị vẫn cứ đặt ở cho vùng 43, 44, khả năng là vẫn có. Đó, còn lại cái vùng giá mục tiêu đầu tiên để hướng đến của MVG trong nhịp này đó là nôm na khoảng quanh vùng 52. Pet thì chưa đẹp lắm. Nó có kháng cự ở đây các anh chị, 22.5 đến 23. Tuần vừa qua thì nó có long lên nhưng mà sau đó nó quay lại chỉnh cung. Vùng tích lũy dự kiến ở 17.5, 18 đến vùng 18.5 ở trong tuần mới. Đó là các vùng mà những cái tài khoản mà cầm thì chúng ta có thể mua ở quanh vùng đó. DigiWorld chạm vùng kháng cự ở đây, theo dự kiến trong tuần vừa qua đã chạm kháng cự 47.5 đến vùng 50. Và nó bắt đầu chỉnh cung, dự kiến khoảng quanh vùng 43. Tuy nhiên là đúng rồi, 43. Trong tuần thì có cái điểm nó sọt sâu xuống hơn vùng 43, nhưng đóng cửa tuần thì vẫn giữ được ở trên vùng 43 cộng. Khả năng tuần tới thì nó sẽ có thêm test lại ở quanh vùng 41.5, đây là mút nến. Cổ phiếu hàng xanh hiện tại đang tích lũy tương đối là tốt, tất nhiên là cái vol của nó thì đang hơi kém, thanh khoản đang kém quá, 278.000 hơi kém. Nhưng cái vùng 16, 16.4 nó xây thì tương đối là đẹp, chỉ cần một cái lực cầu đẩy nhẹ thôi là như vậy là cổ phiếu có thể hoàn toàn là có thể bắt đầu bứt phá. Ở trong tuần thì nó đã chạm kháng cự 18, tuy nhiên là nó không bứt được nên nó quay lại nó test nền. Mục tiêu thì vẫn công 18, sau đó công vùng 19.5 đến khoảng vùng 20. Ok, phân tích thêm hai mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ cho các anh chị nắm thêm, đó là mã cổ phiếu FPT. Thì FPT là khuyến nghị cầm dài, tuy nhiên trên con đường cầm dài đó thì chúng ta sẽ tận dụng những cái tối ưu, những cái vùng kháng cự, chúng ta bán bớt đi 50% hoặc là 30% và sau đó nó chỉnh cung thì chúng ta lại cân đo đong đếm trở lại. Thì trong tuần vừa qua một cái tín hiệu tương đối khởi sắc theo quan điểm kỹ thuật cùng là như vậy. FPT tích lũy ở vùng 75 đẹp, tức là nó không phá vỡ cái vùng 75 và kết tuần thì nó ngồi lại được ở trên vùng 77 cộng, như vậy là tương đối là tích cực. Và với đà tích cực này thì kỳ vọng nó sẽ kéo lên vùng 82, sau đó chỉnh cung nhẹ nhàng về quanh vùng 80 và kéo lên khoảng vùng 87 đến khoảng vùng 90. Đây là cái vùng mà kỳ vọng ở trong cái nhịp này. Trong cái nhịp kéo này thì ít nhất là khả năng là ông phải kéo về tầm đấy, nếu mà kéo về được có khoảng tầm vùng 82 thì nó hơi đuối. Đấy, kỳ vọng là kéo về được khoảng tầm này, tức là khoảng vùng 85 đến khoảng vùng 90. 87 đến khoảng vùng 90. Ở CMG thì nhìn chung trong tuần vừa qua chủ đạo là xu hướng tích lũy ở quanh vùng 39 đến khoảng vùng 40, lực cầu thì nó đang khá là thấp. Con này thì lúc nó đánh thì gần như nó cũng đánh không có vôn đâu. Nhưng một số các anh chị vẫn quan tâm để phân tích thêm. Ok các anh chị, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành thép. Thì như có những cái định hướng xuyên suốt trong các cái bản tin tuần. Hiện tại thì giá thép thế giới đã có một cái nhịp tăng và nó đang quay trở lại tích lũy. Đồng thời với cái việc là dòng thép thì chúng ta thấy rằng là Hòa Phát đã được nhà đầu tư nước ngoài mua rất mạnh ở trong thời gian vừa qua. Mua rất mạnh. Đấy. Và nó cũng là một trong những con mà sau này nó sẽ lead cái dòng thép. Và con cổ phiếu Nam Kim, nó là những con rất mạnh của dòng thép thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã có những cái điểm chỉnh cung mà cho các anh chị thu gom ở trên bản tin tuần. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần xem bản tin tuần, chúng ta nốt lại những cái mã cổ phiếu chúng ta quan tâm, từ đó chúng ta nốt lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và sau đó thì căn cứ những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mùng lên dự kiến thì các anh chị em của chúng ta có thể là chúng ta cộng trừ thêm một tí. Bởi vì là phân tích kỹ thuật đó các anh chị là chúng ta dựa vào những cái dữ liệu ở trong quá khứ để chúng ta dự báo một cái xu hướng ở trong tương lai. Chính vì như vậy nên là cái xác suất mà để mà chính xác tuyệt đối nó là không có đâu các anh chị nhá, nó không có, nó chỉ có xác suất tương đối thôi. Và trên cơ sở là tham khảo những ý kiến của Hùng Lê ở trên bản tin tuần thì các anh chị có thể cộng trừ đi một tí. Ví dụ như ông Hùng ông bảo là cổ phiếu này có khả năng chỉnh cung về vùng 18 thì các anh chị có thể đặt là 18.1, 18.2 rồi đặt 18, rồi có thể đặt là 17.8, 17.7. Đó, ví dụ như thế, tức là ví dụ thôi các anh chị. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ dò tìm thêm được những cái vùng giá mục tiêu rất là ok. Đó, và cái quan điểm kỹ thuật xuyên suốt trong chặng đường đầu tư của ông Lê, hưng phấn là hứng cái gì các anh chị? Đó, hứng cái gì thì các anh chị biết rồi. Và đa phần là nếu như chúng ta đua theo hưng phấn thì thường là chúng ta sẽ bị thua. Mà chúng ta cần phải bình tĩnh để như vậy ông kéo thì nó sẽ kéo đến đâu? Đó, ví dụ như Hòa Phát nếu kéo thì Hùng dự kiến là gì? Nó sẽ kéo lên khoảng vùng 20. 19.5 đến khoảng vùng 20, và nếu chỉnh thì chỉnh về đâu? Đó, vậy thì cái vùng dự kéo sẽ không mua, nhưng cái vùng dự chỉnh thì chúng ta sẽ cân mua đong đếm. Đó, và trong tuần thì Hùng đã có thêm một sự phân tích cho các anh chị em ở trên room. Đấy các anh chị, hôm nay có một cái nhóm để chúng ta nhận các cái phân tích về mặt kỹ thuật của thị trường cũng như cổ phiếu. Hòa Phát tuần vừa qua chỉnh cung đẹp, điểm 1 quanh vùng 18 và điểm 2 dự kiến quanh vùng 17, nhưng vùng 7 không về đến nơi. Nó có hai cây nến ngồi lại ở trên vùng 18.5 như thế này là tích cực, như này rất là tích cực. Như vậy tuần tới nếu có thì chúng ta có thể là dự ở quanh vùng 18.5, còn nếu sâu hơn thì có thể là 17.7 đến vùng 18.5. Tức là nó có thể có một cái nhịp nhún nhẹ ở đây trước khi mà nó hình thành để nó break lại cái vùng 20. Ở cái cản 20 thì vẫn là cản và chúng ta sẽ ngắm lên khoảng vùng 21. Hoa Sen trong tuần dự chỉnh ở quanh vùng 12. Đó, có nhún hơn một tí không sao. Đó, chúng ta mua ở 12 thì chúng ta vẫn thắng. Hai cây nến kéo lên. Như vậy là tuần tới thì Hoa Sen sẽ bắt đầu tiệm cận lại vùng 13.3. 13.3 đến khoảng vùng 35. Tức là nôm na là ở đây này, các anh chị nhìn thấy kháng cự đây này, 13.3, 13.5 và cho đến khoảng tầm 14. Thì khả năng là khi mà nó tiệm cận về đây thì nó sẽ có một cái sự rung lắc đấy, thì chúng ta phải đánh giá thêm. NKG Nam Kim khá là đẹp đấy các anh chị. Tuần vừa qua thì các anh chị đã có điểm mua 11.7 đến 12, đẹp như trang rằm luôn. Đấy, đẹp như trang rằm luôn. Và kết tuần thì 13.3 cũng cực đẹp luôn, và như vậy thì xu hướng có thể kéo lên vùng 14, 14.3. Tại đây thì cổ phiếu khả năng sẽ có cái sự chỉnh cung tích lũy. Đó, và tại cái vùng đó thì mình sẽ đánh giá tiếp. VGS trong tuần nó có điểm chỉnh cung kỹ thuật về quanh vùng 9.5 đến 10, nói chung vùng 9.5 đến 10 và cái vùng ở đây là vùng 8.8 thì vẫn là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu VGS thôi. Mục tiêu là chúng ta lại tiếp tục công vùng 12. Đó, break được cái vùng 12 rồi thì khi đó chúng ta sẽ nâng cái target của nó sau, nhưng ngắn hạn thì chúng ta vẫn ngắm cái kháng cự 12. TVN hình như là tín hiệu giao dịch đẹp hay sao, TVN hoặc là TLH, mình nhớ không nhầm là như vậy. Thì đối với TVN đây các anh chị này, đó, chỉnh cung đúng không ạ? Thì cũng có dự chỉnh vùng 1 là 5.3, vùng 2 đâu ở cái mút ở dưới này này. Thì khoảng vùng 49. Đấy các anh chị, và cái cây nến này là hình như là có 48, đấy có giá 48. Như vậy là chúng ta mua, đó, thì chúng ta cũng sẽ có những cái vùng chỉnh như vậy để chúng ta canh, để chúng ta gom. Thay vì cái câu chuyện là chúng ta đua ở trên này rất là hưng phấn đúng không ạ? Chúng ta mua ở dưới này. Cây nến rút chân kết tuần tương đối là giá trị đối với cổ phiếu TVN. Tuy nhiên khả năng tuần tới thì nó vẫn còn nhún nhảy làm một tí nữa. Khả năng là vẫn còn nhún lại ở khoảng quanh vùng 51, 52, 5 ở đây này, rồi khi đó rồi mới bật lên được. Và chúng ta vẫn ngắm kháng cự của nó là ở quanh vùng 6 đến khoảng vùng 6.2. TLH đúng rồi, TLH tích cực này. Đó, Hùng không nhớ lắm nhưng mà một là TVN, hai là TLH thôi. Thì đối với TLH trong tuần chúng ta có điểm chỉnh cung ở quanh vùng 6.5, còn cái điểm dưới này là điểm 6.3 thì không có. Về 6.5 thôi, và cây nến cái tuần cũng là một cây nến cực kỳ giá trị của cổ phiếu TLH ở đây. Ngắn hạn thì Hùng sẽ tiếp tục ngắm vùng kháng cự 7.5 đến vùng 8. Sau đó thì khả năng là nếu đẹp và nó test lại khoảng trên vùng 7.5 không thủng. Đấy, nó làm vài cây xong đấy nó break lại vùng 8 rồi thôi, xong đấy. Khi đấy thì cổ phiếu này nó lại thành siêu cổ phiếu các anh chị. Và tại vì sao mà Hùng nói là siêu cổ phiếu thì Hùng lật ngược lại cho các anh chị. Đây ạ, cái thời điểm mình phân tích cổ phiếu TLH lúc đó mới có giá 4 thôi. Giá 4 đến giá 5 thôi, và sau đó nó chạy lên tận vùng, ít nhất là cái nhịp sóng này thì chúng ta không nói, nhưng ít nhất là vùng 20. Vâng anh chị, 5 lần đó, ít nhất là nhịp sóng này. Còn nhịp sóng này thì có thể là chúng ta hoảng loạn ở đoạn này, chúng ta bán hết rồi thì chúng ta không nói nhịp sóng này, nhưng ít nhất là vùng 20 thì vậy là rất là tốt. Và đây nó cũng đang có cái thiên hướng này, đang có cái thiên hướng là khả năng là hình thành một cái nhịp sóng thần như vậy, và lên được cái sóng thần đấy thì rất là đẹp luôn. Các anh chị lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành dầu khí. Thì hiện tại là cái tín hiệu của WTI trong tuần là hơi xấu. Chính vì vậy nên nó đã ảnh hưởng rất lớn đến cái kết quả giao dịch của nhóm P. Vùng 76.5 là vùng dự kiến tích lũy của P, nhưng mà vùng này nó bị thủng. Như vậy là khi mà nó bị thủng vùng hỗ trợ trên thì xu hướng nó sẽ gì ạ? Nó sẽ về lại vùng 70. Đó, quanh vùng 70, 72 và nó tích lũy lại, thì chúng ta chờ đợi thêm cái xu hướng của WTI. GAS nhìn chung là mã cổ phiếu nó dùng để đánh chỉ số thôi. Và ở đây trong tuần thì có vùng kháng cự 110 mấy đây ta, 111, 12.5 đến khoảng 115. Và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 113, 104. Cái này thì các anh chị quá rõ rồi. Và đối với GAS thì gần như là nó cái biên dao động nó tương đối lớn, nó tương đối lớn. Hỗ trợ thì có thể canh gom long một tí tẹo, kháng cự thì bán ra. Nói chung là GAS thì không khuyến nghị đầu tư. PLX ổn. PLX trong tuần thì PLX đã tiệm cận lại được vùng kháng cự 32.5 và bắt đầu nó có sự chỉnh cung. Vùng dự kiến chỉnh cung là vùng 28.5 đến khoảng vùng 29. Đây, và nó tiệm vùng 29 thì nó bật long. Hiện tại đóng cửa đến vùng 30. Tuy nhiên khả năng tuần tới thì nó lại tiếp tục nó test lại vùng 29 đến khoảng vùng 292. Khả năng là như vậy, bởi vì là thị trường tuần tới thì nó sẽ có một cái sự rung lắc nhất định nào đó trước khi mà nó quyết định được cái xu hướng đi. Tí nữa thì chúng ta sẽ đi phân tích cái bộ 3 chỉ số tham số chung của thị trường thì chúng ta sẽ rõ cái điều đó. Nên là khả năng vẫn còn có những nhịp mà nó lắc lại đây. PVT nhìn chung ở trong tuần vừa qua tương đối là khỏe, khi mà nó vẫn giữ được cái vùng tích lũy ở đây đó là quanh vùng 19.3, thậm chí có những cây đẩy về 19, nhưng mà nôm na là nó vẫn kết phiên được ở trên vùng 19.3. Như vậy là một cái trạng thái tâm lý khá là tốt, và khả năng thì nó vẫn sẽ phải tích lũy thêm. Mục tiêu thì vẫn ngắm kháng cự 21, xa hơn sẽ là vùng 23. MPVB trong tuần thì nó cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ thứ nhất, đó là công cái vùng kháng cự 13.7 đến 14 và nó chỉnh cung. Khi nó chỉnh cung thì nó sẽ chỉnh cung về đâu? Nó sẽ test lại về lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 11.5 đến khoảng vùng 12, và khả năng tuần tới thì nó sẽ có xuất hiện thêm 1-2 cây nến nữa. Nói chung là nó sẽ đi ở trong cái biên này trước khi mà nó lại có những cái lực long ngắn, và mục tiêu thì chúng ta lại ngắm lại vùng 13.5, 13.7 đến 14 thôi. Ngắn hạn như vậy. Điểm kỳ vọng nhất ở trong nhóm P ở thời điểm hiện tại đó là kỳ vọng vào hai mã cổ phiếu đó là PVS và PVD. Hai mã cổ phiếu này là kỳ vọng nhất, mà cũng nói chung là đánh thì cũng thường hay đánh cái mã hai cái mã này, chứ còn gát ghét các thứ là rất là khó. Thì trong tuần là PVS nó cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở 24.3, và đây là kháng cự, và các anh chị nhìn thấy đấy, 4 cái nến không xuyên thủng được, cứ chạm 24.3 là bị dội về. Đó, tức là cái vùng kháng cự nó là như vậy. Và nó cũng hình thành được với vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần theo quan điểm của Hùng đó là vùng 22 đến khoảng vùng 22.5. Như vậy thì tuần mới thì khả năng là PVS sẽ có cái sự chỉnh cung lắc trở lại ở quanh vùng này. Sau đó thì nó lại tiếp tục công cái vùng kháng cự ở đây, và mục tiêu thì đang ngắm lên khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 26. Thậm chí nhịp này PVS có thể kỳ vọng hơn. Tuy nhiên VKTI thì đang hơi xấu, nên nó tạm thời cũng đặt như vậy thôi. Rồi, MPVD sau một cái nhịp mà PVD đã sút khá là mạnh, đúng không? Tuần này thì PVD đi xây nền, dự kiến là chỉnh cung về 15.8. Tuy nhiên là vùng 15.8 thì không có đến nơi, và nó chỉ ở 16 đến khoảng vùng 16.5. Như vậy trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta sẽ ngắm về cái vùng kháng cự đây là vùng 19. Thì đối với PVS thì PVD thì các anh chị cũng có thể cung cấp cho các anh chị một cái góc nhìn như thế này cho nó dễ hiểu. Thông thường thì PVD sau một cái nhịp chỉnh thì nó sẽ có những cái cây nến để giúp cho chúng ta xác nhận cái sự đảo chiều. Đây ví dụ như vậy, đây là một cái nhịp chỉnh cung và sau đó thì nó xuất hiện một cây nến xanh và hai cây nến test, và cây nến thứ ba, nến tuần thứ ba thì nó gì ạ? Nó long bật cái vùng kháng cự đây. Thì ở thời điểm hiện tại á, là sau một cái nhịp chỉnh giảm của PVD đó thì nó cũng đã bắt đầu gì ạ? Xuất hiện một cái cây nến tuần đảo, đây là cây nến tuần đảo chiều. Sau một cái cây nến doji, cứ tạm cho là cái này doji đi, thì cây nến này là cây nến hammer và cây nến đảo chiều tuần. Thì như vậy sau cái cây nến đảo chiều tuần ở đây thì nó sẽ có 2 tuần tích lũy, và đây là một cái tuần tích lũy thành công. Ví dụ tuần tới nó sẽ có thể thôi, đây là dự kiến mọi cái phân tích nó đó, ví dụ như vậy. Và nó có thể có một kỳ vọng có một cây nến xanh nó nhún về ở cái biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Mông đã có hình như có để đây 15.2, 15.5. Rồi sau đó kết tuần thì nó đóng lên ở khoảng được trên vùng 17 đi, 10 nên nói chung trên 17 là đẹp. Thì như vậy là sang cái tuần tiếp theo thì khả năng cao sẽ là một cây nến xanh tăng điểm. Đó, vậy thì gì? Vậy thì khi chúng ta mua cổ phiếu, đó chúng ta phải nhìn tương lai của hai cái tuần tới nó sẽ như thế nào. Tất nhiên là gọi là không có gì là hoàn hảo các anh chị. Hoàn hảo thì nó lại không phải là thị trường, đúng không ạ? Nhưng ít nhất là chúng ta đã nhìn thấy được những cái kịch bản phân tích như vậy, nhìn thấy được những cái đường đi như vậy. Ok, và sau đó thì ở 1-2 tuần tới ông sẽ nói lại với các anh chị ở cái cách đánh giá vấn đề như vậy. Rồi, cổ phiếu OI thì chưa đạt lắm, tuần này thì chủ yếu là OI đã quay về test cung ở quanh vùng 8, cá biệt thì có phiên chỉnh chạm 7.7. Như vậy tuần tới nhìn chung là OI vẫn sẽ phải tiếp tục tích lũy ở vùng này. POVK tiệm cận kháng cự 12 và nó chỉnh cung, nói chung là chỉnh hơi sâu. Đẹp nhất là chỉnh về 11.3, còn chỉnh về quanh vùng 18 đến vùng 11 là hơi sâu. Với cái việc mà chỉnh cung sâu như thế này thì khả năng nó cũng sẽ có một lực hồi nhẹ ở đây. Rồi sau đó nó cứ tiếp tục nó test lại, chắc chắn nó test lại vùng 18 đến vùng 11, sau đó tính tiếp. Cổ phiếu BSR nhìn về góc độ trung hạn đi thì BSR là một cổ phiếu rất là hay. Đó. Và giá của BSR quanh 10 thì là giá rất hay, rất hợp lý theo quan điểm của như vậy. Vậy thì khi nó chạm về 10 và cái nhịp này nó chưa test về lại được 10, nhưng mà cái nhịp này thì nó đang có xu hướng test lại. Test lại thì cái biên 13 14 14 3 này, sau đó biên 13 4 này, và sau đó ít nhất là biên 12 12.5. Đấy tạm thời sẽ là những cái vùng test cung kỹ thuật của cổ phiếu BSR. Thì qua những cái vùng test này để làm gì? Để chúng ta thu gom dần. Đó, các anh chị, không phải thu gom một ngày mà chúng ta thu gom một tháng, thậm chí thu gom 2 tháng, ví dụ như vậy, với những cái mã cổ phiếu mà những cái trang kỹ thuật mà chúng ta đánh dài. Còn vì sao nó hay thì có thể cũng sẽ có một cái bản tin riêng về một cái chuyên đề cổ phiếu BSR, nó có khá nhiều các cái yếu tố căn bản của nó tương đối ổn định. Rồi, chuyên đề tiếp theo chúng ta sẽ đi sang phân tích nhóm ngành bất động sản, xây lắp, đầu tư công. Ok các anh chị, nhóm ngành này rất là hay. Nó đã có một cái quá trình lột xác, và trước đây nó là tội đồ các anh chị, nó là tội đồ. Những cái giai đoạn tuần video số 152, 153 đúng không anh chị, thì Hùng đã nói rằng là khi cái thằng tội đồ mà nó trở thành người lương thiện, khi cái thằng gọi là tội phạm nó hoàn lương, đúng không ạ? Và nói vui là như vậy thôi, nhưng mà tội đồ đó là gì? Đó là FLC, đó là Vạn Thịnh Phát, đó là Tân Hoàng Minh. Và tội đồ đó là gì? Đó là trái phiếu. Các anh chị ồ ạt và rất nhiều nhà đầu tư phải khóc ròng vì trái phiếu. Ok. Và khi những cái câu chuyện đó dần được xử lý, chính phủ vào cuộc, rồi ban ngành vào cuộc, rồi bản thân những cái doanh nghiệp đó cũng phải vào cuộc. Bởi vì là các ông không vào cuộc thì các ông sẽ bị xích. Chắc chắn là như thế, nhà nước của chúng ta sẽ cho các ông một quãng thời gian, ví dụ như là 6 tháng hoặc là 5 tháng hoặc là bao nhiêu đó, để các ông quay cái nguồn tài chính. Và cái nguồn tài chính đó nó đến từ đâu? Đến từ bán dự án, đến từ bán cổ phiếu, đến từ bán tài sản, đến từ vân vân, đến từ rất nhiều nguồn đó. Và chúng ta thấy rằng là ví dụ như là thương vụ VX, đúng không ạ, là bác Tuấn cũng đã phải thoái sạch, tức là cái tập đoàn ấy, những cái gì liên quan đến bác Tuấn, thoái và thu về đâu đó khoảng gần 1.000 tỷ. Và 1.000 tỷ đấy để làm gì? Ok các anh chị, đó, để xử lý những cái khoản nợ, xử lý những cái trái phiếu, xử lý những cái tồn đọng đó. Tức là doanh nghiệp người ta đã có những cái động tác để tái cơ cấu lại như vậy, thì đấy sẽ là những cái điều rất là tốt, đúng không ạ? Và khi cái thằng xấu mà trở thành cái thằng tốt, khi thằng tội đồ nó lại trở thành cái thằng ngon lành, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà cổ phiếu nó lại là cổ phiếu vua các anh chị. Đó. Và chúng ta thấy rằng là bất động sản đã tăng cực kỳ tốt đó, trong cái nhịp vừa qua. Đó, ví dụ như đơn cử như DIG là chúng ta cũng đã có tăng từ vùng 10. Đó, ông nói từ vùng 10 đi, 10.5, 10.8. Mà đến tuần này chạm vùng 20 các anh chị, tức là từ 10 lên 20 là 100%. Đó, làm gì cho nó lại các anh chị, đúng không ạ? Ví dụ như vậy thì đấy là gì? Khi nó là tội đồ. Đấy các anh chị nhìn nó tội đồ không ạ? Tội đồ quá đi chứ lại. Tội đồ quá đi chứ lại, từ vùng 90 mà rơi về vùng 10 thì không tội đồ là cái gì, đúng không ạ? Đó, nhưng mà từ vùng 10 thì nó lại lên vùng 20 rồi. Đó, nó lại ngon, lại từ 10 đến 20 lại 100%. Ok. DG thì trong tuần có dự chỉnh cung về khoảng quanh vùng 17 các anh chị. Đó, và hai cái nền kết tuần thì tương đối là đẹp. Như vậy thì có thể ngắm lại vùng kháng cự 20 đến khoảng vùng 22 của tuần tới. Đường MACD vẫn đang ngon nên là chưa chết được. Sell trong tuần thì đây các anh chị, sell đã đánh lên vùng kháng cự 24 đến vùng 25. Đây là vùng kháng cự cũng đã có phân tích và nó cũng có hai cây nhúi cung, 3 cây. Chính xác là 3 cây dự chỉnh ở khi chạm về đây thì đâu đó dự khoảng quanh vùng 20.5. Nhưng trên thực tế là nó nhún về đến tận vùng 19.5. Tín hiệu sell hiện tại thì tương đối đẹp. Phiên ngày hôm nay là một cây đinh 3. Một cây đinh 3 với lực cầu long ở cuối phiên như vậy là cực kỳ tốt. Ngắm lại kháng cự vùng 26, sau đó thì nó sẽ test lại. Đó, ít nhất là test lại cái vùng dự kiến ở đây khoảng quanh vùng 21. Tức là cái giai đoạn này bắt đầu đến cái giai đoạn phân hóa của dòng tiền, tức là dòng tiền có trụ được nữa không, dòng tiền có tích lũy được nữa không để kéo tiếp. Ví dụ từ họ tích lũy ở vùng 20 thì có thể lên vùng 35 được không, thì cái giai đoạn này là giai đoạn tích lũy của dòng tiền. Rồi HBC phiên nay cũng khá là tốt. Trong tuần thì dự kiến là HBC sẽ kéo lên vùng 12, tuy nhiên là nó lên được vùng 11 thì nó bắt đầu chỉnh cung và vùng hỗ trợ kỹ thuật chỉnh cung vùng 9.5, vùng 10 khá là ok. Phía này thì nó tăng trần do cái thông tin liên quan đến thằng sân bay Long Thành. Ngắn hạn thì chúng ta lại ngắm lại kháng cự 12, từ 12 này nó chỉnh cung, nó test lại vùng 11 không thủng thì khi đó mới phiêu. Tức là khi đó thì HBC mới bắt đầu có một cái trend kỹ thuật tăng dài. Đó, đó, khi đó thì thằng này mới là khủng hoảng này. Còn bây giờ chưa. Đất xanh trong tuần hoàn thành vùng kháng cự 15 và đồng thời nó cũng hoàn thành vùng chỉnh cung 13, 13.5 luôn. Đấy, đó, vừa hoàn thành kháng cự nhưng cũng hoàn thành cái nền test tích lũy. Đó, vậy thì chúng ta nếu như chúng ta mà đánh đất xanh đúng không ạ? Về đây bán đi, 15 bán đi và về đến 13, 13.5 các anh chị gom lại như vậy có phải ngon không? Rồi tuần tới thì khả năng là sẽ kéo lên vùng 15, 16 ở đây. Đó, rồi là nó sẽ chỉnh cung tẹo tẹo ở đây. Và chúng ta sẽ đánh giá xem cái khả năng tích lũy ở đây như thế nào. DXS hiện tại các anh chị cũng gom được rồi. Đấy, khá là hay. Trong tuần Hùng hình như có đã phân tích ở cái vùng 6.3 đến vùng 6.6. 6.3 đến khoảng vùng 6.6, 6.4, 6.6 đây. Nó đang tích lũy và cái con này khi nó chạy thì nó cũng một đà đấy. Các anh chị. Ít nhất là từ 6 lên vùng 10 thì các anh chị cũng tính được khoảng tầm bao nhiêu phần trăm rồi đúng không ạ? Nó nhẹ nhàng như vậy thôi. Nó bay một nhịp như vậy là chúng ta đã có lãi rồi. SCR hiện tại thì chưa có những cái tín hiệu đột biến chủ đạo trong cái tuần vừa qua thì nó vẫn đang là tuần test tích lũy. Theo quan điểm của kỹ thuật cùng như vậy, nó vẫn đang test tích lũy thôi. Tuần tới thì khả năng cái nhịp test tích lũy này nó sẽ tiếp diễn và cái vùng 5.7 tiếp tục được kiểm tra. Và thậm chí cái điểm sâu hơn trên góc độ phân tích kỹ thuật của chúng ta sẽ tính ở vùng 5.5 đến khoảng vùng 5.7 của cổ phiếu SCR. Ở LDG hiện tại thì nó cũng đang có một nhịp test tích lũy ở đây. Tạm thời thì chúng ta sẽ cái lực hồi nó sẽ chưa có các anh chị. Với cách đi này thì lực hồi nó sẽ chưa có, ít nhất là tuần tới nó còn có một nhịp nhún nữa. Một nhịp nhún nữa. Đấy, nhún mà sâu thì có thể là ở quanh vùng 4.6. 4.6. Đó, ít nhất là nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 46. Rồi muốn đi đâu thì đi. Nói chung tóm lại là nhún về đây về đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính toán tiếp. C2 trong tuần vừa qua có một cái sự tích lũy quay trở lại và cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật nó như vậy thôi, 14.6. Sau đó sẽ chỉnh 14 mà thùng để sẽ chỉnh về vùng 13, suy soát chạm 13 và đang có một cái lực long nhẹ ở đây. Như vậy thì nhìn về góc độ kỹ thuật sang tuần tới nó tích được ở vùng 13, 13.5 mà đẹp. Mục tiêu thì nó vẫn đây thôi, cân kháng cự 17. Và khi nào nó phải ngồi và nó break được cái vùng 7 thì khi đó đánh nó mới phê. Đoạn này nó chưa phê. NBB trong tuần chạm vùng kháng cự 15.5 xả hơi kinh. Dự kiến xả nhịp 1 quanh vùng 14, thế mà đến phiên ngày thứ 3 là thủng rồi. Phiên ngày thứ 4 thì nó sập sình về cái máy lò xo 12 năm. Nói chung là khả năng là tuần tới thì tích lũy thêm ở cái biên này trước khi mà phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. FCN đầu tư công đó, trong tuần thì FCN dự kiến kéo lên vùng 10, nhưng mà cây đinh 3 này là lên được đâu vùng 9.7 thì tụt, 9.7 thì tụt lại, ok, 9.7 thì tụt lại đây, tụt lại thì Hùng đã có nói đến vùng 8 đến vùng 8.3 đấy, các anh chị nhìn thấy đấy. Phiên này có vùng 8.24 cho các anh chị gom. Phiên ngày hôm sau cũng có 8.24 và kết tuần ở 9.2. Khá đẹp. Mục tiêu thì lại công cản 10 thôi. 10 đến khoảng vùng 10.2. Sienco 4. Đó. Sienco 4 trong tuần gặp cản 97 đến 10 là quẳng cờ tỏi 3 cây nến. Đó. Và chúng ta cũng có luôn cái vùng test cung kỹ thuật cực kỳ hay đó. Các anh chị đúng không ạ? Đây. Nôm na ở quanh vùng 8 đến khoảng vùng 8.3 đi này, nó là về đến đây rồi, ngon rồi, về đây các anh chị ăn phát. Sang tuần nó hồi lên 10 lại chốt, hoặc là 11 lại chốt, xong đó nó chỉnh cung lại gom tiếp. Thực ra đối với Sienco 4 thì lực cầu nó chưa đạt, ông có phân tích ở đây này. Sienco 4 nó phải đạt khoảng tầm từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên thì khi đó nó chạy mới phê. Giai đoạn này nó chủ đạo là nó đang test tích lũy thôi, test tích lũy. Nam Long đẹp các anh chị, Nam Long đẹp, Nam Long tiếp tục đẹp. Đó. Tuần này nó công kháng cự 30, đồng thời nó cũng có những cái nhịp gì ạ? Chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 27 đến khoảng vùng 28. Nói chung nó cứ nhập nhằng, nó tích lũy thành công như thế này và nó chỉ cần xuất hiện một cái cây nến xanh nó ngồi lên trên vùng 30 cộng như thế này thì đấy sẽ là một cái tín hiệu kết thúc của cái nhịp tích lũy. Cổ phiếu bắt đầu bứt tốc để lên tiếp cái vùng kháng cự dự kiến ở vùng 34 đến khoảng 35. Khang Điền KDH cũng đẹp, Khang Điền đang đẹp. Tuần này thì Khang Điền cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 31. Đây là cái vùng kháng cự của nó. Đồng thời nó cũng có những cái râu nến chỉnh cung và nó chỉnh không thủng vùng 28.5 là cực kỳ khỏe. Và với tín hiệu này thì kỳ vọng rằng là tuần tới nó sẽ tiếp tục test tích lũy thành công ở trên vùng 28.5 đến khoảng vùng 29 và nó hoàn toàn tương tự cái mẫu hình của thằng này, nó hoàn toàn tương tự, nó là của Nam Long. Tại vì sao Hùng lại phân tích cặp đôi Nam Long và KDH nó là như vậy, anh chị nhìn thấy có cái sự tương đồng. Đó. Nó giống như cái gì nhỉ? Cổ phiếu, mỗi một cổ phiếu nó có một tính cách. Tính cách của cổ phiếu nó giống như tính cách của con người. Và vì sao nó lại như vậy? Nó có linh hồn các anh chị, nó có tâm hồn các anh chị, chứ không phải là nó vô tri vô giác đâu các anh chị. Nó có một cái bàn tay nghệ thuật nào đó, nó có bàn tay ma thuật nào đó ở đằng sau nó. Và ví dụ như là nói như thế nào nó khó nhỉ, bởi vì cái này nó rất là nhạy cảm. Đó, nó liên quan đến những cái từ khóa mà bị cấm nói ở trên chứng khoán. Đó, thôi không nói. Nhưng mà cổ phiếu có tâm hồn, cổ phiếu có linh hồn. Và tại vì sao mà Hùng lại ghép hai thằng này với nhau? Nó là như vậy. Đó, các anh chị nhìn thấy đó. Cái đường đi nước bước của nó là thằng KDH và thằng Nam Long. Đó. Cái đường đi nước bước của nó rất là giống nhau. Vì đơn giản là vì 3 chấm. Đó. 3 chấm cái gì đấy giống nhau. Thế thôi. Đó. Khang Điền khá đẹp. Nói chung là cũng kỳ vọng như vậy thôi. Tuần sau nó ngồi trên 30 cộng thì như vậy là chúng ta sẽ hướng lên vùng 34 đến khoảng vùng 35. Thằng HDG và thằng HDC nó tại sao chúng ta lại hay phân tích hai thằng này với nhau? Đó. Thì thằng HDG bây giờ cũng đang rất là đẹp đấy nhá. Các anh chị đang tích lũy thằng HDG thì cứ tích lũy nhá. Sau này khi mà nó chạy là đừng có ới giời ơi là được. Đó. Tuần vừa qua nó chỉnh cung và những cái điểm chỉnh cung rất đẹp. Theo quan điểm kỹ thuật cùng là chỉnh về 29 đến vùng 30. Thậm chí là nếu như có vùng 278 cực kỳ ngon luôn. Đó sẽ là những vùng mà các anh chị bắt chồng lên. Mục tiêu ở đây là vùng 36.5. Nói chung nôm nha, bây giờ cái con này nó chỉ gòn cái cản này nữa thôi. Nó đánh được về vùng này và sau đó tích lũy thành công và nó tiếp tục kéo long thì đấy sẽ là một cái trend kỹ thuật tương đối dài của cổ phiếu HDG, các anh chị lưu ý. Thằng HDC, đó, thằng HDC chạm 38 cái hoảng củ tỏi luôn, đúng không ạ? Đây các anh chị, vùng 38 này Hùng phân tích rồi, không phải bây giờ mới nói. Tất nhiên là Hùng có nói rồi, không có cái gì tuyệt đối mà nó là thuyết tương đối. Đó, các anh chị vui vẻ, các anh chị happy thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau. Ở trên những cái cơ sở, những cái quan điểm Hùng đã thống nhất từ đầu như vậy. Còn nếu mà cảm thấy là không hợp, không đồng hành được thì thôi. Đó, chúng ta đừng có tranh luận, đừng có tranh chấp cái gì cho nó mệt. Đó, rồi HDC chạm 38 chỉnh cung, chỉnh vùng 135, chỉnh vùng 2 là dự kiến 33 và chỉnh vùng 3 dự kiến là 30-38. Như vậy với tín hiệu này thì ít nhất là tuần tới nó sẽ quay lại về vùng 32. Theo quan điểm của như vậy, nó tích lũy lại thêm cái vùng 32 đây, nhì nhằng thêm tí nữa. Bởi vì bây giờ HDC là mấy cái phiên này tự dưng thấy nó cạn vôn này. Đó, nó cạn vôn, nó tích lũy rồi sau đó thì nó phải nở vôn ra thì cái đó thì lúc đó thì cái trend kỹ thuật cổ phiếu lúc đó nó mới phê. Thế còn bây giờ vôn mà đang teo tóp lại như này tức là nó đang tích lũy trở lại sau những cái giai đoạn, đây là những cái giai đoạn mà dòng tiền lớn người ta bắt. Dòng tiền lớn người ta bắt xong á, là người ta nằm im cho nhỏ lẻ, ông nào muốn bán đi, khi nào mà bán cạn cung luôn, bán cạn hết luôn, bắt đầu họ lại bơm tiếp tiền vào như vậy. Lúc đấy thì sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta chớp thời cơ để chúng ta vào thêm hàng. Đấy, phương pháp là như vậy. Rồi sang một nhóm cổ phiếu vua, cổ phiếu vua nhóm banh. Thì đến thời điểm hiện tại Hùng Lê vẫn tiếp tục khuyến nghị các tài khoản trong team của Hùng Lê cầm banh, cầm những cái mã cổ phiếu chiến lược, mua thêm những cái mã cổ phiếu chiến lược tại những cái điểm chỉnh cung về mặt kỹ thuật, và những cái điểm chỉnh cung đó thì Hùng Lê cũng đã khá là cập nhật, khá là sát rồi. Và Hùng hạn chế tìm kiếm ở trên nhóm bởi vì là đây ví dụ như Techcombank, đó Techcombank này, rồi TP Bank này, VIB này, nó ví dụ như vậy thì đấy là những cái mã cổ phiếu mà được phân tích khuyến nghị đầu tư. Đối với Vietcombank, trong tuần vừa qua thì vùng 85, vùng 86, 86.5 là vùng cản ở đây các anh chị, thì nó bắt đầu chỉnh cung. Dự kiến chỉnh vùng 182 nhưng về 82 nó thủng 4 mất rồi. Đó, thủng vùng 82 thì nó sẽ đi về vùng 80. Về vùng 80 thủng thì nó sẽ đi về vùng 78 mà thủng thì đây khả năng tuần tới sẽ là vùng 74 đến khoảng vùng 75. Vietcombank thì không khuyến nghị, nói chung nó là mã cổ phiếu nó mang tính chất là gì ạ? Đánh chỉ số là chính. Không kết lắm, những cái mã mà đánh chỉ số là không thích. Rồi MBB hoàn toàn thuần về phân tích kỹ thuật, chạm vùng 19.3. Nó chỉnh cung, dự kiến là chỉnh về 18 nhưng mà trong tuần thì nó có rót hơi sâu về vùng 17.3. Mặc dù kết tuần thì vẫn chuẩn, vẫn 18.2. Tức là đến tuần nó vẫn chuẩn được các chị nhá, đến tuần thì vẫn chuẩn. Đó, rồi như vậy là tuần tới khả năng có thêm vùng 17.3 test lại cung lần 2 và trước khi mà nó tiếp tục công lại vùng 19.3. Vậy ngắn hạn cản ngắn của MAB vẫn là 19.3. Và VP Bank đây các anh chị, nó kháng cự mà. Ok, đúng không ạ? Kháng cự 18.6 mà, nói rồi, cái này nói rồi. Dự kiến nó sẽ kéo 18.6, nó sẽ chỉnh cung và đúng cây này chạm 18.6 thì chỉnh cung, về vậy thì về 18.6 đừng có mua nữa, đừng có ham nữa. Đó, chỉnh cung vùng 1 đó thì thông thường là sẽ 17.6 đến 18 nhưng mà cái vùng 17 này nó bị phá đi đúng không ạ? Nó bị phá thì nó sẽ về chỉnh cung vùng 2. Đó là vùng 16.5. Ở vùng 16.5 mà bị phá thì nó sẽ về vùng 3. Đó, vùng 3 của nó là tận vùng 15.5 đến vùng 16. Có lực hồi. Có lực hồi, tuy nhiên lực hồi này thì nó cũng chưa là thuyết phục. Chưa thuyết phục nên tuần tới VBank sẽ ít nhất là test lại vùng 16.5. Sâu hơn sẽ là mút lại cái vùng ở đây là 15.8 đến 16. Trước khi mà nó hình thành một cái nhịp long quay trở lại thì nó sẽ phải có một cái nhịp test kỹ thuật ở đây. Mình sẽ đánh giá thêm. BIDV, BIT, nói chung là BIT là gì? BIT là một mã cổ phiếu mà chúng ta đã phân tích rất là sớm. Từ vùng 30 và nó đã chạy lên được vùng 42 và hiện tại thì gần như là cái target 42 cũng là target cực kỳ thành công của BIDV trong nhịp vừa qua. Nói chung banh nó không tăng sốc đâu, nó cứ tăng chậm chậm vậy thôi. Và khi vừa về vùng 41.5, vùng 42 thì nó sẽ chỉnh cung và vùng chỉnh dự kiến đầu tiên là vùng 39, 39.5. Đóng cửa tuần ở 39.2 như vậy là nó nằm ở trong cái biên chỉnh cung nhưng mà khả năng là tuần tới thì nó vẫn còn nhún. Nó nhún về lại vùng 38. và test tích lũy thành công ở trên vùng 38 cộng thì như vậy là BIT sẽ có cơ hội để tăng trưởng tiếp. Còn nếu mà thất bại vùng 38 các anh chị nên bán đi. Ở cổ phiếu Công Thương, tuần này thì Công Thương bắt đầu công vùng kháng cự 29 đấy các anh chị này, suýt soát cây đến này mà đó, lên được đến vùng 28.9. Tức là có 0.1 nữa thôi là nó hoàn thành cái vùng giá target mục tiêu ở vùng 29 chúng đã có phân tích. Đồng thời nó cũng có một cái biên gì ạ, chỉnh cung kỹ thuật cực đẹp 27. Như vậy tuần tới thì Hùng sẽ tiếp tục đánh giá ở biên 27-29 các anh chị, và mục tiêu của Công Thương. Cái đoạn test tích lũy này nó rất hay. Đoạn test tích lũy này rất hay. Ông nào ra thì ra nốt đi, và có khả năng là 1 đến 2 tuần tới thì Công Thương sẽ nổ vôn. Đấy là dự báo sớm thôi, nổ vôn và nó sẽ kéo break cái vùng 26 này. Mục tiêu thì có thể kéo lên cản 30 và không có thể, và cũng không loại trừ cái khả năng kịch bản Công Thương ở trong nhịp này ấy, bởi vì là cái giai đoạn kéo nước rút nó rất là nhanh. Có thể là kéo lên vùng 36 đến vùng 37 đó các anh chị, hoàn toàn có khả năng, bởi vì trend của Công Thương hiện tại đẹp rồi. Và đây đang là những gì nhịp test tích lũy để cho dòng tiền nó ra đi. Ông nào ra thì ra đi, ông nào vào thì vào đi. Và sau đó thì tạo lập nó mới bắt đầu, nó mới có những cái điểm nước chết. Đấy là kỳ vọng. Tech thì trong tuần dự báo là chỉnh quanh vùng 28, nhưng ông đá hơi sâu. Tech thì đá hơi sâu. Mặc dù kết tuần thì vẫn là 282, nhưng mà cái trong tuần ấy, nó chơi hơi sâu. Tuy nhiên nếu mà nó chơi hơi sâu như vậy thì nó lại hình thành được một cây nến tuần test cung tích lũy cực đẹp. Đây các anh chị này, đó. Ok, đó, nếu mà ta học về phân tích kỹ thuật, tức là ông test về 25.5 mà không thủng thì là đẹp, đúng không ạ? Cây nến tuần cực kỳ đẹp. Chính là ông test sâu mà ông rút chân lên được thì nó lại cực kỳ đẹp, tức là nó đã hoàn thành được cái điểm test cung kỹ thuật đầu tiên. Đó, như vậy là cực đẹp nhá. Thì với tín hiệu như vậy thì Hùng vẫn tiếp tục kỳ vọng Công Thương tuần tới có thể test lại quanh vùng 275. Techcom có thể test lại vùng 27.5. Mục tiêu ngắn hạn thì sẽ hướng lên vùng 31. Nói chung là cản 31 này của Techcom là tương đối mạnh, nên là chúng ta sẽ đánh giá thêm. STB thì hay rồi, Tây múc ròng. Đó. Và đối với STB thì Hùng cũng đã có phân tích những cái vị thế rất sớm để cho các anh chị vào vị thế từ vùng 15-16. Đó, và chúng ta lần lượt nâng được cái target 1 của STB lên vùng 18. Xong đó target 2 lên vùng 20.5. Target 3 mà chúng ta đang nâng ở trong tuần vừa qua đó là vùng 222.5 các anh chị. Tức là lần lượt từng tuần mà chúng ta hoàn thành được những cái vùng giá mục tiêu như vậy thì nó sẽ là một cổ phiếu rất là mạnh. Và đồng thời thì STB trong tuần cũng có điểm test kỹ thuật quanh vùng 20. Cực kỳ đẹp. Đó, đi lên. 1035 STB. 3 ngày, 4 ngày, 3 ngày liên phong Liên Việt Postbank 14, đấy nâng target 14 STB, tạo gap tăng 22. Nhịp này thì có thể dẫn sóng để hướng lên lấp về quanh 21 đấy, vùng 24 đến 24.5. Như vậy là đó, tức là chúng ta cũng đã đang hướng cái nhịp của STB lên vùng 24 đến 24.5. Nhìn về tín hiệu kỹ thuật thì trong phiên ngày hôm nay STB tương đối là khỏe và nó test kỹ thuật về quanh vùng 22 không thủng. Khả năng tuần tới thì sẽ có thêm điểm test kỹ thuật ở quanh vùng này, quanh vùng 22 không thủng, và chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái target lên vùng 24, 24.5. Liên Việt Postbank cũng cực kỳ là trâu. Phiên ngày hôm nay thì nó đánh hơi kỳ, tuy nhiên không sao cả, nó gặp cản mà các anh chị, nó gặp cản 138 đến vùng 14 nên là nó tụt lại một tí như thế cũng là hợp lý, không vấn đề gì. Và đồng thời chúng ta có vùng 28 đến vùng 13 vẫn đang tích lũy tốt ở trong tuần vừa qua. Đường MACD vẫn đang cực đẹp hướng lên. Đó, xanh gì như này thì chưa có lý do gì mà để chúng ta phải buồn phiền với cổ phiếu cả, tiếp tục nắm giữ. Tuần tới khả năng sẽ test lại quanh vùng 13.3, thậm chí là có thể test ở vùng dưới này, 12.8, 13. Nhưng cái mục tiêu chung thì chúng ta vẫn đang hướng đến vùng 15. Cản 15, và thậm chí nhịp này thì khi mà nó break được cái vùng 15 rồi, nó chạy nước rút thì khi đó thì banh nó cũng chạy phê lắm anh chị. Có thể lên vùng 19-20, đấy là chuyện bình thường của Liên Việt Postbank. SHB cũng đang có những cái dư địa về mặt tăng trưởng, và trong cái giai đoạn vừa qua thì SHB chưa đánh. Trong tuần thì cũng có đề cập đến vùng kháng cự tuần của SHB, đó là vùng 11.7 đến vùng 12. Đấy các anh chị nhìn thấy đâu, phiên này chạm vùng 11.8 và tòng. Nó tòng thì tòng đầu tiên là nó tòng về vùng 10.8. 10.8 thủng á, thì nó tòng vùng 2 về đâu có khoảng vùng 10 đến vùng 10.3, nhưng mà trong tuần thì nó về 10.3. Long lên thì nó sẽ quay trở lại test, tức là tuần tới 10.3 đến 10.5. Chắc chắn có. Đó, 13 đến 10.5 chắc chắn có. Đó, và test tích lũy thành công của vùng này, kéo long thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục đặt cái kháng cự của nó 11.5 đến vùng 12. Nói chung là để bứt được cái kháng cự 12 này thì còn ốm. Nói chung là còn tốn nhiều cơm gạo. TB Bank tương đối hay, phiên ngày hôm nay hơi tiếc nuối một tí. TB Bank phiên ngày hôm nay mà đóng cửa vùng 23 thì hay quá, cực đẹp. Trong tuần thì nó cũng có nhún về vùng 20.8, và đối với đánh cái con TP Bank này á, là biên ở trong phiên rất là căng. Chính vậy nên là không đua xanh và tập trung đặt điểm sâu. Đó, tuần này đấy, có những điểm khá là sâu. Mục tiêu thì hướng cản 24 24.5 thôi, và chờ đợi một cái ngày nào đó nó đẹp trời một tí. Đó, thì nó đánh break cản. Trên chart kỹ thuật tuần trên chart kỹ thuật tuần thì cũng có nhìn thấy những cái trận đánh của thằng này. Cái trận đánh của thằng này cũng phê đó các anh chị ơi. Phê tê phê, phê gọi là phê lòi mắt đó. Đó. Tất nhiên là nó không phê bằng những cái thằng khác, nhưng mà nói chung là đây nhịp này nó không sốc nhưng mà ăn chắc mặc bền. Nói chung là Hùng thì thích những cái kiểu như thế, ăn từ từ thôi, ăn nhanh như bội thực. Đó, cái đoạn này nó tích lũy này, xong nó bứt lên này, và nó đâu đó là cái điểm thoát nền của nó là vùng 14 đi. Đó, chúng ta cho 14 đi. Và đâu đó một cái dáng dấp ở đây có tạo lập được không ta? Đó. Bứt nền 20. Bứt nền 20. Đó, và một cái cây nến tuần nó test cũng rất hay, khá sâu và rút chân lên. Như vậy nếu như mà chúng ta xét thuần về kỹ thuật là ông cứ tích lũy cho tôi khoảng trên 21.5. Đấy. Đấy, nôm na nó là như vậy. Chúng ta có những cái điểm khóa như vậy trên 21.5. Đó, thì nhịp 1 nếu mà đánh tươm về được khoảng vùng 28 đến vùng 30 thì cũng đẹp chứ đúng không ạ? Đấy. Tất nhiên là nó không ăn được nhanh, nhưng mà nó cứ túc tắc lững thững nó đi thôi. Đấy các anh chị nhìn nó lững thững nó đi thế thôi. Thằng này Hùng thích là như vậy, nó đi chậm chậm. Cổ phiếu VIP cũng được khuyến nghị chiến đấu nhịp này. VIP khi mà nó đánh á, đây các anh chị, một cái chart kỹ thuật nó cũng leo kinh hoàng luôn. Thằng VIP khi nó đánh cũng tươm. Đó, nhịp này thì nó đang tích lũy thôi, chứ không biết là khi nào nó đánh thì không biết. Nhưng mà tạm thời là những cái điểm mua ở quanh vùng 20, 19.8, 20, 20.5 đang là những cái điểm mua rất thành công. Ít nhất là như vậy về mặt giá vốn. Rồi, và tuần tới khả năng là ở quanh vùng 20, 20.5 thì nó sẽ test tích lũy thêm. Mục tiêu ở trong nhịp này đó là 23, cản 23 này. Rồi, như vậy là nhóm banh vẫn đang rất là ok và tiếp tục khuyến nghị cầm nắm. Nhóm ngành chứng khoán thì tuần vừa qua nó cũng đã có một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật rất hay. Nếu như các anh chị mà xem bản tin phân tích tuần thì chúng ta đã có thêm những cái điểm mua cực kỳ tuyệt vời, và bản thân thì Hùng cũng đã có những cái cập nhật rất là chi tiết nó cho các anh chị. Đó, tín hiệu nhóm ngành chứng khoán ví dụ như vậy hôm nay, rồi ngày 10 tháng 10. Nói chung là VND đó, nhịp này thì ví dụ VND là được cập nhật rất nhiều. VND hay, có những một vài mã chứng khoán rất là hay. VND, VIX, mặc dù anh Tuấn thoái vốn nhưng vẫn yêu VIX, VIX đánh hay. VCI chạm vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 23.5 trong tuần vừa qua. Đó, và tiếp tục long lại vùng kháng cự ở đây 27.5 đến khoảng vùng 28.5. Chúng ta lưu ý về đến vùng này thì không nên đua nữa. Rồi, VND rất hay. Như vậy là chúng ta có thêm một cái điểm mua của VND ở vùng 14, 13, 13.5, 14, và tuần này thì chỉ có điểm mua 14 thôi. Break vùng 15 và một cây nến tuần rất ép đối với cổ phiếu VND. Như vậy á, là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng kháng cự 17, 18. 17, 18. Nói chung tạm thời là như vậy. Ở đây. Sau đó thì đến đây thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. SHS ở trong tuần cũng đã có điểm chỉnh cung kỹ thuật rất hay ở vùng 8.5 và điểm này thì cũng đã có dự kiến rồi, chúng ta có thể cân đo đong đếm đúng không ạ? Có một lực hồi, tuy nhiên lực hồi này thì nó cũng chưa thực sự là đủ mạnh đâu. Lực hồi này thì khả năng là tuần tới đâu đó nếu căng thì nó kéo lên được 10. Và sau đó thì nó sẽ tiếp tục một cái nhịp test lại quanh vùng 9 để kiểm tra cung cầu vùng này, sau đó sẽ tiếp tục đánh giá. SSI trong tuần dự kiến chỉnh cung ở quanh vùng 18.5 đến vùng 19 và nó về đến vùng 19. Đồng thời chúng ta cũng có phân tích một vùng kháng cự, đây là vùng 21. Đấy các anh chị, tiệm cận kháng cự nó khó khăn lắm. Đó, về đến gần kháng cự đừng có hung. Nó giã cho như thế này thì đôi lúc là chúng ta mua ở đây và về đây là bán cắt lỗ này, rồi cắt lỗ xong thì nó lại kéo lại bảo mình sai rồi, chắc đoạn này mình lại mua lại, mua về đây thì tuần sau nó lại táng xuống như một phát nữa, lại cắt lỗ vài lần như vậy mình cụt vốn. Đó, cái vòng sai nó cứ luẩn quẩn như vậy thôi. Hùng biết mà, ngày xưa Hùng không có kinh nghiệm, tâm lý thi đấu không ổn định thì cái vòng đấy Hùng làm liên tục luôn. Đó, và bây giờ mình đã ngộ ra một điều rằng ngày xưa mình ngu thì chết. Thế thôi. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình không xác định được cái vùng nào là cái vùng kháng cự, cứ nhắm mắt nhắm mũi mua. Thằng bên cạnh bảo mày mua đi, thì tao cũng mua. Nhưng chả biết vì sao mua. Mua ở đấy để làm gì? Ok. Đó, câu chuyện nó là như vậy. Thì bây giờ mình đã có cái sự phân tích, mình đã có cái sự nhìn nhận, mình đã có cái sự đánh giá về tổng quan về thị trường, như vậy là mình nhìn sẽ cái xác suất nó sẽ sai ít hơn. Còn vẫn sai, vẫn chết như thường. Đó, nhưng mà chết ít hơn, thế thôi. Ok các anh chị, đồng nhất quan điểm đó thì chúng ta tiếp tục công việc. Đó, không đồng nhất thì thôi. Thế rồi, phân tích kỹ thuật nó là tương đối và chúng ta chỉ dự báo được một phần nào đó thôi, không thể là dự báo tuyệt đối được. Đối với thằng HCM thì chúng ta có kháng cự đây là vùng 23. Đồng thời chúng ta có một vùng chỉnh cung dự kiến, vùng 1 là ở quanh 21.5, vùng 2 là 20.3, 20.8. Ở trong tuần vừa qua thì nó về đến vùng 21, suy ra giữa 21 một tí và nó đảo long. Tuy nhiên cái lực đảo long này thì quan điểm kỹ thuật cùng cũng không khỏe. Ít nhất là nó sẽ tiệm cận lại vùng 23 và sau đó nó sẽ tiếp tục test. Đó, nó sẽ tiếp tục test lại và ít nhất là nó sẽ test lại ở đây là vùng 21.5. để ông kiểm tra cung cầu và cái giai đoạn phân hóa, như Hùng có nói, giai đoạn này bắt đầu đến giai đoạn phân hóa của cổ phiếu, tức là cổ phiếu sẽ đi ngang tích lũy, hấp thụ hết cái lượng hàng chốt đáy, sau đó nó đi ngang, nó xây nền để nó hình thành một cái mặt bằng giá mới. Và sau khi nó hình thành một cái mặt bằng giá mới thì nhà đầu tư cảm thấy rằng cái mặt bằng đấy là ok rồi, thì lúc đó họ sẽ bỏ tiền vào họ mua. Bỏ tiền vào họ mua thì nó sẽ đẩy lên một cái mặt bằng giá mới cao hơn. Thì cái giai đoạn này là giai đoạn như vậy, các anh chị lưu ý. Chúng ta sẽ không còn những cái câu chuyện là cứ mở mắt ra là nhìn thấy trần, mở mắt ra là nhìn thấy trần nữa đâu. Cổ phiếu nó sẽ cân bằng hơn, gọi là giai đoạn tích lũy phân hóa. Rồi MBS trong tuần, đây MBS cũng đã tiệm cận được gần cái vùng kháng cự 16 và nó chỉnh cung. Đó, chỉnh cung thì nó có quanh vùng 12.6 đến khoảng 13. Đây, 12.6 đến 13 đây. Tuần này nó đóng cửa ở kháng cự tuần 10, nó đóng kháng cự tuần trước 14. Khả năng nó vẫn còn lấp lại, theo quan điểm của Hùng như vậy, nó còn lấp lại ở vùng 13, 13.5 gì đó. Nói chung là quanh cái vùng nhẹ nhàng thì nó ở đây. CTS cực kỳ khỏe, CTS thì tuần này nó đánh rất là tươm. Nói chung là nó không chỉnh cung, trong quan điểm kỹ thuật là dự chỉnh vùng 11. Đó, nhưng mà nó không có chỉnh vùng 11 và nó chỉ lấp lửng ở trên vùng 12 thôi. Đấy là gọi là test tích lũy ở trên vùng tham chiếu. Và tuần này thì là vươn lên kháng cự 14. Khả năng tuần tới sẽ vươn lên kháng cự 16 đến khoảng 18. 18 thì chưa đến nơi nhưng 16 thì chắc chắn là đến nơi. Rất là khỏe. BVS trong tuần thì có lực long nhưng mà nói chung là lực long không đủ khỏe, nó quay lại chỉnh cung. Trên góc độ kỹ thuật như này thì tuần tới khả năng là BPS lại khoảng quanh vùng 16. Điểm sâu hơn thì vẫn có thể tính toán 15-15-4, tức là test lại cái điểm đáy này lần 2. BSI chủ đạo trong tuần vừa qua thì nó là test tích lũy, quay trở lại biên hỗ trợ kỹ thuật 16.8, 17.5. Khả năng tuần tới thì vẫn còn những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng này. Mục tiêu thì kháng cự ở đây là vùng 21 đến khoảng vùng 21.5. AGR cũng rất là hay, nhịp vừa rồi thì AGR tăng từ vùng 5.5 mà lên đến vùng 9. Đó, nhìn thế này thôi, 5.5 mà 9 trừ đi 5.5 chia cho 5.5. Ok anh chị, 63%. nhá, đừng có chê nhá, 63% đấy. Rồi và khi mà lên đến vùng 9.2 đến 9.5 thì Hùng có khuyến nghị các anh chị mua nữa không ạ? Không đúng không ạ? Và về vùng này thì Hùng đã bảo đây là kháng cự. Và khi gặp kháng cự thì nó sẽ chỉnh cung. Còn chỉnh về đâu thì cứ từ từ. Đó, ít nhất chỉnh cung. Vậy thì mình biết được chỗ đấy nó đang cướp bóc thì thôi mình tránh đi. Đó, và trong tuần vừa qua thì nó test về vùng 7.7 đến vùng 8. Thuần về mặt kỹ thuật là nó test cực đẹp. Và nó test như vậy, nó có một cái nhịp long. Đó, nó có một cái nhịp long, nó chỉnh cung á, nó có một cái nhịp long lên đây này. Nhịp long lên đây rồi xong đó thì tuần tới nó lại tiếp tục vòng về một phát 7.7 đến vùng 8 và nó kéo long thì như vậy là cực kỳ đẹp. Đấy, đấy là kịch bản hoàn hảo nhất. Đó, còn trong cái trường hợp mà thị trường nó chỉnh cung ví dụ như vậy vùng 7.7 bị thủng thì nó về kể cả là con AG này về vùng 6.7 đến vùng 7 vẫn là vùng mua rất hay. Đó thì chúng ta sẽ không biết được đâu là đáy nhưng về đến vùng 7.7 anh chị 7.7 đến 8 chúng ta gom 20% chờ tín hiệu. Trong trường hợp thủng 7.7 về đến đây chúng ta gom tiếp. Đó ví dụ như vậy thì cách thức để chúng ta dò tìm lại những cái vùng giá mục tiêu rất là ok. Cổ phiếu VIX yêu luôn các anh chị, nhịp này thì VX và VND hai con cực kết luôn. Và VX thì đấy như câu chuyện Hùng đã chia sẻ rồi, đó là anh Tuấn đã bán hết toàn bộ thoái hết toàn bộ cái số cổ phần mà nắm ở cổ phiếu VX. Tuy nhiên là cái lực cầu thì trong cái giai đoạn hiện tại chúng thấy rằng lực cầu vẫn đang khá là tương, tức là đánh vẫn đang tốt. Trong tuần có điểm chỉnh siết soát 7.4 và lo ngược lên. Lo ngược lên thì tuần tới khả năng có một cây nữa để tiệm cận lại về quanh vùng 9. Rồi nó sẽ chỉnh cung và chúng ta lại tiếp tục có vùng chỉnh 1 là quanh vùng 7-9. Vùng chỉnh 2 là quanh vùng 7 đến khoảng 7-4. Tức là chúng ta sẽ tiếp tục canh để chúng ta lên thuyền, lên tàu. Nếu chúng ta có chốt lại trên nó thì chúng ta sẽ canh tiếp để chốt ở lên đây. Và nói chung là VX nó chỉ cần break được thôi. Nó chỉ cần break được cái vùng 9.3 ở đây thôi. Thì khi đó nó chạy. Theo quan điểm cuối tuần cùng là nó chạy khá là tương. Nhịp cũ này nó đánh cũng khá là tốt này. Từ vùng 7 mà lên đến vùng 14 là 100%. Như vậy là nhịp này đâu đó khoảng từ vùng 5.2 thì chúng ta đâu đó cũng có thể kỳ vọng ở khoảng quanh 11. Đó, như vậy là chúng ta vẫn còn target. Nếu như chúng ta mua được ở vùng 7 đến vùng 7.4 và lên được khoảng vùng 10 đến vùng 10.5, như vậy là chúng ta vẫn còn một cái target tương đối tốt của VX ở đây. APG vẫn khỏe quá ta. Vẫn khỏe, thằng này nó chỉnh cung ác liệt thật đấy. Thứ nhất, đầu tiên thì chúng ta cũng phải nói với nhau rằng vùng 6 là kháng cự nên là nó đã có hai cây chỉnh nhưng mà nó chỉnh không sâu. Trong cái quan điểm kỹ thuật thì dự chỉnh nếu mà sâu tí nữa khoảng vùng 4.7 đến vùng 5 cơ. Mà nó về đến 5.18 là nó đã long rồi. Nó long như này thì khả năng tuần tới sẽ có một cây nữa. Một cây nữa rồi chạm lại vùng 6, vùng 6.2 này nó sẽ test cung kỹ thuật. Và khả năng theo như cái quan điểm suy đoán của Hùng thì nó cũng sẽ bắt đầu có một cái gì hình thành một cái giai đoạn đi ngang. Cái giai đoạn đi ngang ở đây để làm gì? Để nó hấp thụ hết cái lượng hàng ở dưới này. Rồi nó hấp thụ hết tất cả những cái gì đã qua và nó xây dựng một cái mặt bằng giá mới. Và từ cái mặt bằng giá mới đó thì ví dụ nó xây tích lũy ở quanh vùng 5 đến vùng 6 thì nó mới đẩy lên được khoảng quanh vùng 9 đến vùng 10. Đó, nôm na nó là như vậy. Đó. Ví dụ nó xây tốt ở vùng 3 đến vùng 2 đến vùng 3 thì nó mới đẩy lên được vùng 6 và nó xây tốt ở vùng 5 đến vùng 6 thì nó mới đẩy được lên vùng 9 đến vùng 10. Thì vẫn còn những cái cơ hội phía trước và ông vẫn tiếp tục kỳ vọng đối với mã cổ phiếu APG, mặc dù cái tính cơ bản của nó thì không có. Chủ yếu là ông đánh thuần về kỹ thuật là nhiều. SBS thì ở đây cũng tương đối là tốt. Tuần vừa qua nó chạm vùng 6.3. Chỉnh cung kỹ thuật ở đây vùng 5.5, 56.65. Các anh chị có thể gom thêm ở vùng này hoặc là có vùng 2 ở quanh vùng 4.8 để gom thêm. APS cũng đánh cực trâu ở trong nhịp vừa rồi. Như vậy trong tuần thì APS cũng đã có một cái lực đánh lên được đâu đó khoảng vùng 3.5 và chỉnh cung. Và cái điểm chỉnh cung này thì cũng hài hòa cũng đẹp luôn, 9.6 đến vùng 10. Đấy, đánh gọi là đánh như là bài tập luôn đấy. Nó đánh bài tập luôn. Thì nó long lên thì khả năng tuần sau có chăng thì có một cây nữa thôi là sẽ bị chốt. Đó, nó bị chốt rồi thì đừng có húng nữa, ví dụ thế. cây nó bị chốt thì loanh quanh cái chốt thì nó rơi lại đâu đây khoảng quanh vùng 10.5. Thì chúng ta sẽ tính toán tiếp một cái kịch bản về đây thì có long tiếp được hay không, hay là nó lại tiếp tục đấy, nó đi một cái giai đoạn mày so thì ngang như thế này để sau đó nó hình thành được một cái nền tinh lý tốt, rồi sau đó thì nó mới vượt break 14 để đi lên một cái vùng kháng cự cao hơn. Đấy là cách vận động của cổ phiếu. Cổ phiếu ORS cũng hay các anh chị nhé, ORS hiện tại cũng khá là hay. Ở trong tuần thì nó tích lũy khá đẹp, con này tích lũy khá đẹp, lực cầu tốt và nó tích lũy rất đẹp ở trên vùng 10 cộng. Cả năm tuần tới thì nó sẽ test lại quanh vùng 10, 10.2 và mục tiêu dự kiến thì ở đâu đó khoảng vùng 12, 12, 3. Như vậy tạm ngắn hạn thì ngắm như vậy đã. Ok, như vậy là với danh mục cổ phiếu tuần này chúng sẽ phân tích thêm cái nhóm ngành thủy sản. Các anh chị lưu ý cho Hùng mã cổ phiếu, 3 mã cổ phiếu sau. Một là mã cổ phiếu IDI là sau khi tích lũy cấp 1 thì tuần này nó đẩy lên vùng tích lũy cấp 2 và vùng 9.5, vùng 10 là nó tích lũy rất đẹp. Khả năng tuần tới thì IDI sẽ có những cái nhịp chỉnh lại ở quanh vùng 9.5 đến vùng 10 các anh chị gom. Ở nhịp này nó chỉ cần break vùng 12 thôi thì khi đó thì chúng ta hoàn toàn có thể hướng vùng kháng cự của nó lên khoảng vùng 15 đến khoảng vùng 16. IDI một khi đã đánh thì đánh phê luôn. Đó. Đây anh chị, đây một nhịp IDI nó kéo đấy. Rồi. Con mã thứ hai nữa là ASM. ASM đánh cũng hay luôn. ASM hiện tại ở đây sau một cái điểm tích lũy ở vùng 7.5 đến vùng 8 là cực kỳ đẹp rồi. Lực cầu đã đẩy vào trên 5-6 triệu cổ phiếu trên một phiên. Tuần này thì nó đã test tích lũy ở khoảng quanh vùng 8.6. Như vậy sang tuần tới sẽ có thêm những cái điểm gom ở quanh 8.6 đến đây này. 8.35 đến khoảng vùng 8.6. 8.6 đấy là những cái vùng gom rất đẹp của cổ phiếu ASM. ASM thì chỉ có thời gian thôi, nó phi như trâu điên và lúc đấy thì lại chúng ta lại bắt đầu mới nó chạy mất rồi thì khi đó chúng ta muộn mất rồi đúng không anh chị? Chúng ta phân tích tiếp. Phân tích trước thời gian. ANV hiện tại cũng rất hay, nền tích lũy ngon lành rồi, lực cầu quay trở lại bắt cũng tương đối tươm rồi, từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu cổ phiếu trên một phiên. Tuần này nó test tích lũy quá đẹp ở vùng 21.5, vùng 22.5 và bộ 3 cổ phiếu này thì cũng đã được ANV cũng đã được phân tích khuyến nghị đầu tư ở cách đây 2 ngày. Đó. Cách đây 2 ngày thì bắt đầu xuất hiện thấy những cái tín hiệu kỹ thuật đẹp và cũng đã khuyến nghị phân tích IDI, ASM ở trên nhóm. Rồi phần cổ phiếu chúng ta dừng lại đây. Ok. 1035. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu để nói đến tuần giao dịch video số 155. Thì ngay ở đầu bản tin thì ông Lê có nói rồi. Thị trường của chúng ta về cơ bản trong tuần vừa qua là một tuần giao dịch thành công. Vì sao? Vì nó đã lấp gáp và những cái điểm lấp gáp đấy đẹp khi mà index đã giữ lại được ở vùng 1025 và đóng cửa ở 1050. Đó là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở trên chart kỹ thuật M5. Thì trên bản tin tuần thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến đây các anh chị, ở đây là chúng ta đã bản tin tuần video số 155. Thì chúng ta có nói đến bộ 3 tham số chung của thị trường. Đầu tiên đó là chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh. Đó, chỉ số VN30 phái sinh. Chỉ số index thì dự kiến là nó sẽ VN30 và phái sinh thì dự kiến sẽ ở khoảng vùng 1060 đến 1070 và index thì dự kiến ở vùng 1050. Đó, 1050 đến 1060 thì chúng ta sẽ nhìn lại đây. Và đồng thời các anh chị lưu ý kháng cự tuần thì chỗ này lùng đánh bị nhầm này. Chỗ này là 1130, 1135 đến 1140 và index sẽ có kháng cự tuần ở 1110 và 1110. 1100 và 1110. Thì ở trong tuần chúng ta nhìn thấy là chỉ số VN30 ở đây. Đó, nó lên được đến vùng kháng cự 1120 thì nó bắt đầu có xuất hiện một cái lực short tương đối là mạnh. Và điểm chỉnh cung kỹ thuật của VN30 điểm 1 quanh 1070 nó xuất hiện trong phiên giao dịch của ngày thứ 3. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, đúng rồi. Và điểm 1060 thì xuất hiện ở trong phiên giao dịch của ngày thứ 4. Đây ngày thứ 4. Đó. Đối với chỉ số phái sinh, đấy, phái sinh chúng ta cũng có như vậy, hoàn toàn tương tự như vậy. Phái sinh thì cái điểm long của nó khá hơn, nhưng ở đây chúng ta có cái kháng cự tuần của phái sinh ở 1120, 1130, ở 1140. Thế các anh chị nhìn thấy là kháng cự tuần của phái sinh lên đến 1120 thì gì ạ? Nó bắt đầu nó đạp sọt. Và vùng hỗ trợ sọt 1 ở quanh 1070. Sau đó thì đến 1060, 1050. Đó, 1050, 1060 đây. Nói chung là nôm na là trong tuần thì nó đi về đến cái tầm 1050. Đối với chỉ số index thì các anh chị nhìn thấy đây, kháng cự tuần, nó chạm kháng cự tuần đấy ạ. Kháng cự tuần là 1100 đến 1110 thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai là nó chạm kháng cự tuần luôn. Và do nó chạm kháng cự tuần và từ đây thì nên là cái gì bắt đầu nó đạp sọt. Thì đạp thì như vậy thôi, nó đạp sọt thì điểm 1 của đối với index là 1060 và điểm 2 của index đó là 1050, 1060 đây và 1050 đây là kết thúc của phiên giao dịch ngày thứ 3. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 3 thì như vậy là index của chúng ta về đến vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần 1050. Đó, và kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 3, đây các anh chị thì cũng có tiếp tục có một cái bản tin, cứ hết một ngày thì cũng sẽ đánh giá. Sẽ đánh giá bộ 3 tham số chung của kỹ thuật là chúng ta sẽ tích cực hay tiêu cực đi theo thiên hướng kỹ thuật như thế nào. Và khi chúng ta phân tích được cái bộ 3 tham số chung của thị trường và chúng ta nắm được cái đường đi của nó thì cái xác suất của chúng ta thành công cũng rất là cao. Bởi vì nó gần như nó là cái xương sống. Đó, nó lái thị trường đi và như vậy thì chúng ta sẽ rất là ok. Thì kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ 3 thì Hùng bắt đầu để chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ 4 thì Hùng tiếp tục đánh giá là VN30. Phiên giao dịch ngày thứ 4 sẽ kiểm tra lại cái biên, đó là biên 1030 đến 1040 và biên trung bình là 1035. Thì chúng ta quay ngược lại ở đây ở chỉ số VN30 trong phiên giao dịch của ngày thứ 4, ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4 đây các anh chị. Ngày thứ 4 chính là ngày mùng 7. Thì chỉ số VN30 cũng đã có phân tích là gì? Đầu tiên là biên 1040 và 1035 đây các anh chị. Đó là một cái biên đầu tiên mà chỉ số VN30 trong phiên giao dịch ngày thứ 4 nó test cung lại thành công ở điểm này. Thì như vậy là tốt và đúng là nó test về đến điểm này thôi là nó không có nó không có thủng sâu hơn. Đối với chỉ số phái sinh thì nó sẽ hướng về vùng 1040. Đó, nó cũng hoàn toàn tương tự đối với chỉ số VN30. Đây thì trong phiên giao dịch của ngày thứ 4 thì chỉ số phái sinh của chúng ta cũng đã hướng về vùng 1035 đến 1040 và sau đó thì gì ạ? Bắt đầu nó đảo long mạnh mẽ. Đó, nó đảo long mạnh mẽ. Đó, đảo long mạnh mẽ. Ok. Và đối với chỉ số VN Index thì cũng có dự báo về vùng nào? Index sẽ kiểm tra 1030, 1035, 1040 và các anh chị nhìn thấy đấy. Anh chị nhìn thấy index của chúng ta đây là 1035, điểm sâu nhất là 1035. Đó, và sau đó nó bật long lên và không về đến 1030. Và tại cái điểm đó thì Hùng có nói rằng như vậy là chúng ta sẽ có cái vùng hội tụ kỹ thuật của bộ 3 tham số chung của thị trường, đó là quanh vùng 1030. Để chúng ta đánh giá xu hướng, nếu như mà giữ được ở trên cái mốc này thì là gì ạ? Cơ hội là vẫn là căn bản là ổn, nhưng để mất là xấu. Và điều rất may mắn ở thị trường trong tuần vừa qua, thị trường của chúng ta chỉnh cung, lấp gáp và đã giữ lại được vùng 1030. Tất nhiên trong cái dự phóng là Hùng có rõ phép là vùng 1020 thì vẫn là tích cực, nhưng nếu như mà thị trường của chúng ta càng đổ sâu thì cái mức độ tích cực nó sẽ gì? Nó sẽ giảm đi. Và chỉ số của chúng ta neo ở càng cao thì cái mức độ tích cực của chúng ta, cái xác suất thành công của chúng ta càng lớn. Ok, và thị trường trong tuần vừa qua là một tuần test cung tích lũy cực kỳ thành công. Rồi, như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ ngắm như thế nào? Thứ nhất, đối với chỉ số index tuần chúng ta có kháng cự ở vùng 1080. Khả năng phiên giao dịch ngày thứ hai index sẽ trả lại ở 1050 và sau đó sẽ ở 1040. Tiếp tục đánh giá cái mức độ tích cực của thị trường ở trên vùng 1020. Các anh chị lưu ý, index tuần vẫn đóng cửa tuần ở trên 1020 thì vẫn là một tuần giao dịch rất tích cực. Để làm gì? Để cổ phiếu tích lũy tạo nền, tạo cái nền xây mới. Các anh chị lưu ý là như vậy. Và đối với chỉ số phái sinh, tuần này nó cũng đã đóng nét ở trên vùng 1050, rất là ok luôn. Và với động thái này thì chúng ta tiếp tục đánh giá kháng cự tuần của chỉ số VN50 1090 đến vùng 1100. Đồng thời tuần tới chỉ số VN50 này nó cũng sẽ test lại vùng 1050. Sau đó thì các anh chị chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng 1035 đến 1040. Và đối với chỉ số phái VN30 cũng như vậy, vùng 1020 đến vùng 1025 nó gần như là một cái chìa khóa, một cái bản lề để chúng ta xác nhận cái xu hướng của cả thị trường. Tích lũy thành công ở vùng này, bật long là ngon lành luôn các anh chị ơi. Tiền đâu là chúng ta lại phải dồn lực để chúng ta tiếp tục tích lũy cổ phiếu. Còn đối với chỉ số phái sinh ở trong tuần này thì nó cũng đóng nét ở trên vùng 1050. Ok, và cũng là một tuần trả cung tích lũy cực kỳ thành công. Như vậy thì tuần tới tiếp tục đánh giá vùng kháng cự tuần của phái sinh ở 1090 đến vùng 1100. Đồng thời chúng ta cũng sẽ có những vùng test tích lũy lại ở quanh 1050, 1040, 1035. Và chúng ta cũng có một cái gọi là cái biên ở 1020. Đối với chỉ số phái sinh để giúp cho chúng ta nhận diện toàn bộ kịch bản. Đối với chỉ số phái sinh thì có thể hạ xuống một tí, tức là 1015 đến 1020. Nôm na nó như vậy, nó cũng xem nhau thôi. Đó, và nó giữ được cái vùng này, bật long quay trở lại thì đấy là một cái tín hiệu cực kỳ thành công của thị trường. Ok, như vậy là bản tin tuần này thì Hùng Lê xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo. Với những cái mã cổ phiếu mà các anh chị quan tâm, các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần. Hùng Lê sẽ dành thời gian để có những cái câu trả lời trên những cái góc độ, những cái suy nghĩ của cá nhân Hùng Lê để các anh chị có thêm cái sự tham khảo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.